Một điều khá là thú vị trên Raptor thế hệ next gen đó chính là động cơ đã được tinh chỉnh, đã được tối ưu hóa để đạt được cái hiệu năng cao. Thì một cái chiếc xe bán tải có cái thân xác là tới là 2,4 tấn 16 ha, nhưng mà xe cho cái khả năng bứt tốc, tăng tốc, đề ba cực kỳ là lanh và lẹ, không thua kém gì một chiếc sedan hay là một chiếc SUV. Chính vì điều đó thì người cầm lái rất là thích thú khi mà đi trên đường trường hay là cao tốc, muốn vượt xe nào là vượt thôi. Bởi vì Raptor được trang bị khối động cơ 2.0 diesel, động cơ biturbo có tới 2 turbo 2 cầu. Song song bên cạnh đó là có chế độ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đó chính là chế độ 4A, chế độ thông minh, dẫn động thông minh. Xe sẽ phân bổ lực kéo trên mỗi cái trục bánh xe để giúp cho cái vận hành vận động mà 4 bánh đó, 2 cầu nó sẽ thích nghi hơn, sẽ thông minh hơn và sẽ phù hợp hơn, giúp cho lái xe được an toàn hơn và xe sẽ đạt được cái hiệu năng hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó là 2 turbo. 2 turbo thì sẽ giúp xe đề ba ngay từ những nước khi mà mình bứt tốc ban đầu, nó sẽ hiệu quả hơn, lanh hơn, lẹ hơn. Và động cơ trên Raptor thế hệ next gen cũng đã được tinh chỉnh tối ưu hóa để giúp cho xe đạt được cái hiệu năng cao hơn. Chính vì lẽ đó khi mà mình lái xe trên đường nè, mình hô mình vượt chiếc xe nào ha, là mình vượt thôi, mình tăng tốc là mình cứ tăng tốc thôi. Rất là thích đối với Raptor thế hệ next gen. Và bên cạnh một chiếc xe có cái thân xác cao to, khả năng vận hành êm ái, trơn tru mượt mà, bứt tốc nhanh, lanh lẹ, thì độ cách âm của xe đó chính là vấn đề ha, vấn đề mà người tiêu dùng rất là thích thú. Đó chính là độ cách âm cực kỳ là êm ái luôn. Và song song bên cạnh đó thì song song với độ cách âm đó chính là những công nghệ thông minh tiên tiến, tiện nghi tiện ích được trang bị trên xe, cũng như là công nghệ lái xe an toàn chủ động. Thì vấn đề này Niềm cũng đã có nhiều video clip, Niềm đã đánh giá rồi, giới thiệu rồi, thì mình sẽ áo lại nha. Thì mình sẽ nói về hệ thống camera 360 độ được trang bị trên Raptor. Đó. Vị trí phía trước cam trước là cái len là có xịt rửa luôn. Và bên cạnh đó là về bên cạnh đó thì một cái mặt lưới ga lăng, cái logo Ford to đùng, nhìn khá là hầm hố. Và song song bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái cảm biến phía trước đầu xe, cũng như là radar. Và ngay phía trên kính chắn gió là có luôn cái con mắt, cái cam để quan sát. Đèn cũng vậy luôn, đèn cũng là đèn thông minh, đèn LED matrix ma trận, thích ứng, tự động chống chói, liếc lé, phân bổ chùm tia sáng, cường độ chiếu sáng và bo cua theo góc cánh lái, chiếu xa, chiếu gần, điều chỉnh pha cót, dần dần và dần dần. Hệ thống ghép xe dê xe vào chuồng, và hệ thống chống lệch làn, định tâm làn đường, và hệ thống phanh chủ động, bám đuôi xe phía trước giữ khoảng cách an toàn, giới hạn tốc độ luôn, có giới hạn tốc độ luôn đó. Và có hỗ trợ phanh khi mà có phương tiện nào cắt ngang hay là có cái chướng ngại vật nào ở trên đường đó, thì xe của chúng ta sẽ hỗ trợ phanh, hạn chế tránh va chạm. Đây là những cái tính năng an toàn hỗ trợ cho người lái. Và xe của chúng ta là sử dụng công nghệ lái xe an toàn chủ động Ford Co-Pilot, công nghệ rất là tiên tiến của nhà Ford. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có được một cái khoảng sáng gầm xe khá là cao ráo luôn, tới 235mm, khả năng lội nước của xe là tới 8 tấc nha quý vị. Một chiếc xe phù hợp cho tất cả các cái đối tượng. Nếu như mà quý anh chị em cần một cái cabin rộng rãi, cũng như là một chiếc xe gầm cao, thì Raptor là vô cùng phù hợp. Ngày nay Raptor không chỉ là một chiếc xe dùng để đi phượt, để đi chơi, để đi off-road, mà là một phương tiện dùng để đi lại công việc hàng ngày, đi làm, hay là chúng ta dùng để đi chơi, đi uống cà phê với bạn bè, rất là tiện lợi luôn. Phục vụ cho công ty, chở hàng hóa cũng được luôn, coi như là một công mà đôi ba chuyện. Quý vị và các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể gì về xe, cũng như là chương trình ưu đãi theo từng thời điểm, hoặc là mua xe với hình thức trả góp thì thủ tục sẽ như thế nào, thì alo cho Niềm, số điện thoại Niềm sẽ để dưới phần bình luận cũng như là phần miêu tả. Xin được trân trọng mến chào.